Nếu bạn đi quay phóng sự cưới hay làm dịch vụ, quá hiểu cái việc nhà hàng không hợp tác phần ánh sáng là toàn các bạn ạ. Hợp tác quá nhiệt tình bằng đèn laser thì còn khổ nữa. Không có đèn thì không được, mà to quá thì cồng kềnh chiếm dụng cái không gian của chúng ta. Rồi nhỏ như thế này thì làm được cái gì? Đó là suy nghĩ của những ai mới nhìn thấy chiếc đèn này. Nhìn thì giống như một chiếc bếp ga, nhưng thực sự đây là một chiếc đèn studio nhỏ nhất thế giới. Đừng vội coi thường, Jinzun Molus X100. Nhỏ gọn nhưng mà có võ, với công suất đến 100W, quá khủng so với kích thước chỉ bằng bàn tay khi chưa gắn pin vào. Hãy cùng mình tìm hiểu xem có đáng mua hay không nha. Ấn tượng ban đầu và ai dùng đèn này phù hợp? Nó nhỏ, nó gọn. Thực sự mình cầm trên tay thì nó chỉ như một chiếc máy ảnh micro LED khi chưa gắn pin. Thậm chí trọng lượng nó chỉ nhẹ bằng một nửa thôi. Kiểu dáng thì hiện đại đến từ một thương hiệu nổi tiếng mà anh em quay phim chụp ảnh đã quá quen thuộc, Jinzun, với những chiếc gimbal. Và nói về chất lượng thì chúng ta hoàn toàn an tâm, kể cả trên chiếc đèn mới được ra mắt này. Vậy ai cần chiếc đèn này? Bởi vì nhiếp ảnh hay quay phim là trò chơi của ánh sáng, chiếc đèn này thì quá phù hợp với anh em cần tính di động cao, quay hay chụp TVC ngoài trời, làm phim các thứ đơn giản, quay vlog đều ok hết. Nhỏ gọn nên có thể gắn bất cứ ở đâu, mang theo thì không bị choán chỗ như những bộ đèn đang có trên thị trường. Nói chung nó tiện hơn những thứ mà chúng ta đã gặp. Nói về giá bán thì Jinzun Molus X100 là 5.890.000 đồng. Jinzun Molus X100 Combo là 8.290.000 đồng. Jinzun Molus X100 Pro là 9.490.000 đồng. Molus X100 bản combo sẽ gồm có đèn Molus X100, pin dung lượng cao X100 Grip này, bộ nguồn sạc 120W, một cái softbox ngàm Bowen, và tất nhiên sẽ có một cái túi đựng nữa các bạn ạ. Nói về tính năng thì đèn Jinzun Molus X100 có khả năng điều chỉnh giải nhiệt độ màu linh hoạt từ 2700K đến 6500K. Chỉ số màu CRI, TLCI cao 95/97, cung cấp nguồn ánh sáng trung thực, màu sắc thì tự nhiên, chính xác và tương đương với đèn COB truyền thống, mang lại cho chúng ta một cái nguồn sáng lý tưởng trong các shot chụp hay quay. Với công suất hoạt động tối đa đó là 100W, đèn X100 này trang bị công nghệ làm mát tự động và với khả năng chống nước là IP20, giúp tối ưu trải nghiệm cho các nhà sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt thì chiếc đèn Molus X100 này có thể điều khiển từ xa bằng Bluetooth. Nhiệt độ màu và độ sáng có thể được điều chỉnh từ 0 đến 100% ngay bằng núm xoay ở trên đèn. Nhưng chúng ta có thể thực hiện các thay đổi không dây bằng ứng dụng của Jinzun. Thậm chí là các bạn có thể điều khiển được cả nhóm đèn thông qua điện thoại bằng app là ZI Vega ngay trên hệ điều hành Android hay là iOS đều có. Đèn có hai chế độ rất là hay. Đầu tiên thì phải kể đến đó là Music Mode, được trang bị cái chức năng ghi âm, cho phép các bạn có thể điều khiển ánh sáng tự động cùng với nhịp điệu âm nhạc để tạo ra một cái bầu không khí sôi động đặc biệt. Còn đối với cái chế độ Light Mode thì Molus X100 có thể cho các bạn bật nhiều đèn cùng lúc, mang lại một cái nguồn sáng cần thiết, thiết lập đáp ứng tất cả mọi thứ cực kỳ nhanh chóng. Công nghệ Dynavox Cooling System bao gồm tản nhiệt mô hình con quay hồi chuyển và quạt để tránh quá nóng trong quá trình chúng ta sử dụng. Về việc kết nối phụ kiện với ngàm ZI thì với thiết kế của đèn Jinzun này sử dụng ngàm ZI, cho nên là chúng ta có thể tùy chỉnh với các bộ điều chỉnh chuyên nghiệp, đồng thời có khả năng tương thích với ngàm Bowen, đáp ứng hầu hết các nhu cầu kết nối linh hoạt với phụ kiện và mang lại những cái hiệu ứng nghệ thuật mà chúng ta mong muốn. Với khả năng sạc linh hoạt cao bằng các giải pháp như là các bạn có thể sử dụng bộ nguồn chuyển đổi DC cắm thẳng trực tiếp vào, hoặc là dùng bộ cắp nguồn USB Type-C cắm thẳng vào, hay đơn giản di động thì chúng ta sẽ dùng pin dung lượng cao của Molus X100 này. Nếu bạn là một người quay phim hay chụp ảnh, kể cả chuyên nghiệp hay nghiệp dư, thì bất cứ trong nhà hay ngoài trời chúng ta làm phim hay làm TVC cần ánh sáng chính xác, nhỏ gọn và ánh sáng mạnh thì chúng ta hãy lựa chọn Jinzun Molus X100. Nó là một cái sự lựa chọn hợp lý.
hãy liên hệ với Kingcom Việt Nam để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ trời rất là tối, mình sẽ cho các bạn xem công suất của chiếc đèn Zinzun Morlus X100 như thế nào. Các bạn thấy đấy, chỉ cần một chiếc đèn thôi, chúng ta có thể thấy được hoàn toàn toàn cảnh của một chiếc xe mà không cần nhiều đèn. Đây là nhiệt độ màu 2700K, chúng ta sẽ thay đổi nhiệt độ màu lên đến 6500K. Và đây là độ sáng tối khi đang ở 100% công suất. Chúng ta sẽ về lại với 10%. Công suất của đèn và tối hẳn. Công suất. Công suất.